hòa bình, niềm ao ước của toàn nhân loại. Nhưng cũng chính con người làm đảo điên thế giới bằng những phương tiện cứu người lẫn giết người, pháo hoa và pháo đạn. Pháo hoa thì đem lại nụ cười, pháo đạn làm giọt nước mắt rơi. Xin nguyện cầu cho thế giới, kính lạy Đức Từ Bi Quan Thế Âm, cầu cho chúng sinh được bình yên cả thân và tâm. Thế kỷ 21 là đây, con người siêu nhân chế nhiều nguyên tử, đại bác phòng không toàn vật tiên tiến, con người giết nhau thảm hại biết bao. Thế kỷ 21 là đây, mong hòa bình yên ắng, chẳng còn tiếng súng, ai đã gây nên bao điều tang tóc. Thôi cứ bình tâm cùng yêu mến nhau. Thế kỷ 21 là đây, con nguyện cầu mãi thế giới bình an, lạy mẹ Quan Âm nhu lòng thương xót, cam lộ tình quý tươi mát đời con. Lạy mẹ Quan Âm từ bi thương xót, cứu độ chúng con tranh sức, kẻ thắng người thua cũng đều mệt mỏi. Thôi cứ bình tâm cùng yêu mến nhau. Thế kỷ 21 là đây, con nguyện cầu mãi cầu cho chúng sanh thân luôn bình an, tâm luôn bình an. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, chứng chi lòng con. Nam mô Đại Từ Đại Bi